Nhà thờ Đức Bà Paris bị khủng bố Hồi giáo tấn công. Một tên Hồi giáo cực đoan đã dùng dao tấn công một cảnh sát viên tuần tra trước vương cung thánh đường Đức Bà Paris. Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb có mặt tại hiện trường cho biết, tên khủng bố người Algeria hô hoán hành động cho đồng đạo ở Syria. Sở cảnh sát Paris cho biết, tên khủng bố bị bắn trọng thương đã được đưa đến một bệnh viện ở Paris. Theo Bộ trưởng Nội vụ, tên khủng bố khoảng 40 tuổi trang bị nhiều con dao. Điều này chứng tỏ lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa và tịch thu nhiều vũ khí và đạn dược của bọn khủng bố. Biện lý chống khủng bố đã mở cuộc điều tra về hành động quả tang bạo hành. Nhà báo David Metro có mặt tại chỗ cho biết, nhiều tiếng súng nổ trước tiền đường nhà thờ Đức Bà Paris khiến đám đông nhốn nháo vào tá túc trong nhà thờ. Ngay sau đó, lực lượng an ninh hoàn toàn làm chủ tình thế. Chánh văn phòng vương cung thánh đường Paris, Lê Đình Thiên Ngân đã có mặt tại chỗ cho biết thêm, cảnh sát viên bị thương nhẹ ở cổ, tên khủng bố bị trúng đạn ở lồng ngực. Đức Hồng Y André Văn Choa, tổng giám mục Paris, vừa xuất viện sau khi bị hội chứng Guillain-Barré khiến cử động khó khăn, nên hai vị giám mục phụ tá đã có mặt tại chỗ để theo dõi biến chuyển tình hình.